kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Mỹ Linh đang phải chỉnh trang lại trang phục của mình sao cho chỉn chu nhất để có thể tiếp đón một vị khách vô cùng đặc biệt. Và vị khách này thì đã từng làm ban giám khảo cho rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp. Hãy cùng theo chân Mỹ Linh để xem đó là ai nhé. Em xin chào anh chị ạ. Vâng, và giới thiệu với quý vị, đây là chị Đỗ Thu Huyền. Hiện tại chị đang là á khôi của Hoa Khôi Tài Sắc Việt Nam năm 2018 và bên cạnh đấy là ban giám khảo của rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và chị có thể giới thiệu đôi chút thêm về bản thân mình được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là Đỗ Thu Huyền, á khôi Tài Sắc Việt Nam 2018. Ngày hôm nay thì mình đến đây với tư cách là một người mẹ. Bé nhà mình thì đã được hơn 6 tháng rồi. Mình và chồng quyết định lựa chọn Phương Đông để làm nơi đến thăm khám và sinh đẻ luôn. Vâng, vậy cũng xin được cảm ơn chị vì đã tin tưởng Phương Đông. Và ngay bây giờ thì chị hãy cùng theo em để chúng ta cùng hoàn tất thủ tục đăng ký khám nhé. Đây có phải là lần đầu tiên chị đến với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông không ạ? Đây là lần đầu tiên mà chị đến với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Vậy ấn tượng đầu của chị khi đến đây là gì ạ? Cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị bước vào đây đó chính là khuôn viên rất là sạch sẽ, thoáng mát. Và khi mà mình đi vào trong á, thì cơ sở vật chất rất là khang trang, nhìn không khác gì là một resort luôn. Thế còn chất lượng dịch vụ ở đây thì sao ạ? Chất lượng dịch vụ ở đây thì rất là tuyệt vời. Từ các bác bảo vệ này, các bạn lễ tân đến các y bác sĩ đều rất là nhiệt tình, tận tâm và nhẹ nhàng, khiến cho một mẹ bầu như chị rất là an tâm khi mà đi khám ở đây. Khi mà với cương vị là một người mẹ, khi mà được ngắm nhìn những hình ảnh của con mình thì không biết chị cảm thấy như thế nào, và các bác sĩ có tận tâm trong quá trình siêu âm cho mình không ạ? Thật ra đối với mỗi bà mẹ thì khi mà được nhìn thấy hình ảnh của con mình, đấy là một cái cảm giác rất là hạnh phúc và cực kỳ thiêng liêng. Và trước khi đến đây thì chị cũng đã tìm hiểu qua là các bác sĩ đều có chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm, nên là khi mà chị siêu âm chị cũng rất là kiểu thoải mái. Các bác sĩ cũng tư vấn và siêu âm nói về em bé rất là chi tiết, tận tình, nên là chị rất là vui và hạnh phúc. Dạ vâng ạ, vậy em cũng cảm ơn chị vì ngày hôm nay đã đến với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và tin tưởng Phương Đông, và mong là trong thời gian tới thì chúng em cũng sẽ có cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng chị trong hành trình này ạ. Em xin cảm ơn chị. Và xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay, và mong rằng là trong tương lai thì Phương Đông cũng sẽ có cơ hội được đồng hành cùng các bà mẹ trên hành trình của mình. Cho thấu hiểu để an tâm, chắt lọc mọi nét tinh hoa, tặng mẹ món quà thai sản ý nghĩa. Baby Moon, thai sản ngọt ngào, đón con viên mãn. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nâng niu từng sự sống.